Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tô ơi, công an nhân dân mà sao cứ nhằm dân mà thổi vậy. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tháng trước, Bộ Công an đã giàn dựng truyền thông, xây dựng hình ảnh những công an viên tới tận nhà đón học sinh đi thi. Những hình ảnh giàn dựng ấy bị người dân dùng điện thoại di động ghi lại toàn cảnh. Không chỉ ở kỳ thi năm nay mà năm nào cũng như vậy. Bộ Công an cho giàn dựng lên những vở kịch rất dởm, cứ lặp đi lặp lại mãi một bản y như nhau. Càng dựng kịch càng chứng tỏ hình ảnh người công an đã quá bệ rạc trong mắt người dân cả nước. Dù cho có giản dựng như thế nào thì cũng không thể xóa được nỗi ám ảnh khi chỉ một trong 3 năm công an đã giết chết 226 người trong lúc tạm giam. Con số này nói lên tất cả những người công an được gắn với chữ nhân dân ấy, họ có vì dân hay không thì biết liền. Công an nhân dân nhằm vào dân mà thổi. Không ai thấm thía sự tàn ác và khốn nạn của công an nhân dân như dân Oan, Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Vườn Rau Lộc Hưng, vân vân trong cả nước. Một khi họ nhận nhiệm vụ, cấp trên bảo là họ phải đi cướp đất thì họ ra tay rất tàn bạo, bất chấp mọi thủ đoạn. Mấy ngày qua, mạng xã hội dậy sóng với đoạn video clip ghi lại cảnh một người công an đấm đá tới tấp một người đàn ông. Theo nội dung trong clip, một số công an bảo vệ dân phố yêu cầu kéo xe ba gác đậu ở đường về để xử phạt. Sau đó, người đàn ông nhận là xe của mình và cho biết xe bị hư, đang dừng để sửa chữa. Người đàn ông cho rằng xe của mình không vi phạm và yêu cầu lập biên bản. Tiếp đó, người này ngồi lên xe để giữ xe lại và thế là bị anh cảnh sát tấn công một cách hết sức dã man. Người dân đã ghi lại hình ảnh này và đưa lên mạng xã hội để mọi người cùng biết. Đây là hình ảnh tiêu biểu của lực lượng được gọi là công an nhân dân. Họ đối xử với dân như kẻ thù vậy, chứ không hề xem như là đối tượng mà họ phải bảo vệ. Đã là công an, là người chấp pháp thì phải tuân thủ luật pháp. Nếu dân sai thì công an cương quyết thực thi nhiệm vụ, nếu cần có thể gọi lực lượng hỗ trợ. Nhưng công an không có quyền tấn công dân, cho dù dân có sai, ngoại trừ trường hợp bị tấn công bằng hung khí. Hành động người công an trong clip không phải là thi hành nhiệm vụ, mà thực sự là hành động của một kẻ côn đồ, nguy hiểm. Hình ảnh cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông đánh học sinh vỡ nón bảo hiểm làm dậy sóng mạng xã hội một thời gian. Vào hồi tháng 9 năm 2022, mạng xã hội cũng dậy sóng về clip dài hơn 5 phút, ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự đấm đá liên tục vào bụng, vào ngực một thiếu niên chạy xe mô tô. Thậm chí hai công an này còn dùng đùi cui nón bảo hiểm đánh rất mạnh vào đầu và lưng, khiến em thiếu niên này liên tục ôm đầu chịu đựng. Còn người bạn đi cùng chỉ biết lùi xa trong sợ hãi. Một lát sau, hai cảnh sát giao thông khác chạy mô tô đến. Một trong hai người này lại tiếp tục đánh thiếu niên lúc nãy. Đấy là hình ảnh thật nhất về cái gọi là công an nhân dân. Chính vì cách hành xử này mà họ phải dựng lên những hình ảnh giúp dân để mà tô mà chát lên cái mặt nạ vì dân phục vụ của họ. Có thể nói, bản chất của công an của Đảng Cộng sản bây giờ người dân đã quá rõ rồi. Dù chính quyền Cộng sản cố bưng bít thông tin về cách hành xử phản dân của công an, nhưng cũng không thể bưng bít hết cho được, vì nó quá nhiều, tràn lan khắp nơi trong cả nước. Từ ngày 7 tháng 8 vừa qua, Công an Lâm Đồng phát động phong trào thi đua học tập tấm gương 3 cán bộ công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thực chất đó là 3 công an chết do vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Nhiều người đặt câu hỏi rằng học tập 3 cảnh sát giao thông này là học điều gì đây? Học họ cách chọn chỗ đường đèo này có nguy cơ bị sạt lở, tức là đoạn đường bị cạo chọc cây xanh, để ngồi đó chờ cho đất lở chôn vùi xác luôn hay sao? Đói khát hình ảnh tử tế quân của ông Tô Lâm vớ lấy tấm gương 3 cảnh sát giao thông chết xui xẻo để mà học tập. Công an Lâm Đồng phát động phong trào học tập một cách hết sức buồn cười. Có người nói rằng công an của Đảng Cộng sản bây giờ chẳng còn chút gì hình ảnh tốt nào trong lòng dân nữa. Họ đã đói khát sự thừa nhận của nhân dân, nên họ vơ đại hình ảnh 3 cảnh sát giao thông chết vì xui xẻo để mà học. Lực lượng công an của Tô Lâm thật là thảm hại. Nếu công an mà cứ lấy dân là xem như bao cát tập võ vậy, thì có tạo ra bao nhiêu mặt nạ cũng sẽ dụng hết mà thôi, thưa ông Đại tướng Tô Lâm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Ông tôi, công an nhân dân mà sao cứ nhằm mặt dân mà thổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tư pháp vì tiền là tư pháp phản dân. Việc thực hiện đúng quy trình tố tụng trong các vụ án là điều kiện tiên quyết hạn chế sự tùy tiện của người cầm cân nảy mực, của cán cân công lý. Bất kỳ một sự tùy tiện nào đều có thể đưa đến việc làm sai lệch bản án. Người phạm tội nhẹ lại bị ghép thành tội nặng. Người phạm trọng tội lại được ưu ái ban cho hình phạt nhẹ hơn, thậm chí đã tạo ra rất nhiều oan sai, có thể liên quan đến cả án tử hình. Chính vì thế mới có chuyện một thanh niên ăn cắp một con vịt để về nhậu thì bị ghép án lên đến 7 năm tù. Trong khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát ngân quỹ, tức là tài sản của đất nước, của nhân dân tới 15.000 tỷ đồng thì lại được hưởng án treo. Oan sai đến từ rất nhiều nguyên nhân, có thể do nghiệp vụ yếu, áp lực thành tích, cũng có thể do cố ý làm oan để kiếm trác. Nói chung, oan sai mang đến sự dễ dàng cho cơ quan điều tra. Nếu nghiệp vụ kém và muốn có thành tích cao thì cứ việc bức cung nhục hình, cứ vi phạm quy trình tố tụng hình sự để kết thúc sớm vụ án nhằm lấy thành tích mà lên lon, lên chức. Khi không được bơm tiền chạy án, ngành tư pháp Việt Nam hại dân thế này đây. Việc vi phạm quy trình tố tụng là cơ hội để cho những kẻ bất tài tạo lập thành tích, là cơ hội để kẻ bất lương kiếm trác. Khi đã nhận tiền chạy án thì bằng cách này hay cách khác thì người ta phải vi phạm quy trình tố tụng hình sự để lái bản án theo ý muốn của mình, hay nói đúng hơn là lái bản án theo đồng tiền mà nó đã được mua. Cho nên ở Việt Nam, nơi mà thị trường chạy án đã trở nên phổ biến, mà bảo các cơ quan tố tụng thực hiện đúng quy trình là điều không thể. Nếu thực hiện đúng quy trình thì làm sao có thể nhận tiền chạy án và bóp méo bản án như ý muốn cho được? Ở các nước dân chủ, người ta phân chia quyền lực điều tra, truy tố, xét xử cho các cơ quan nhà nước khác nhau để mà kiểm chứng và kiểm tra lẫn nhau nhằm hạn chế oan sai. Tuy nhiên, khi mô hình này được thực hiện bởi Đảng Cộng sản Việt Nam thì các nhánh này lại thông đồng với nhau để buôn bán bất kỳ bản án nào. Cho nên, việc chạy án ở Việt Nam không chỉ chạy ở một trong ba cơ quan tố tụng mà phải chạy cả ba, nghĩa là các bị cáo phải tốn rất nhiều tiền để chạy giảm án. Khi bộ máy tư pháp được tưới bằng tiền tươi thì họ phán quyết như thế này đây. Công lý được hiểu là cơ quan tố tụng kết án đúng người, đúng tội, và quan trọng hơn là việc tố tụng phải đúng quy trình. Có thể nói tố tụng đúng quy trình chỉ nhằm hạn chế oan sai, chứ không thể loại bỏ được hoàn toàn oan sai. Tuy nhiên, một khi đã vi phạm quy trình tố tụng thì chắc chắn hoặc là bỏ lọt tội phạm, hoặc là kết án oan. Nếu cố gắng bảo vệ công lý thì quan tòa, cơ quan tố tụng, viện kiểm sát v.v. kiếm ăn như thế nào đây? Cho nên, nói đến từ công lý thì nói như là điều không tưởng ở cái xã hội này. Quy trình tố tụng được ví như hàng rào, bên trong hàng rào đó là công lý. Án oan sai được ví như những tên trộm, tên cướp vậy. Nếu nhà bạn có tường cao, hào sâu bảo vệ thì trộm cướp ít đột nhập. Còn khi bạn phá bỏ hàng rào thì nhà bạn sẽ dễ dàng bị đột nhập. Không tuân theo quy trình tố tụng thì không có công lý nào cả. Khi được bơm tiền mạnh thì có đến án tử hình cũng có thể xóa được. Một khi cơ quan tố tụng mở cửa cho đồng tiền rót vào thì ngành tư pháp Việt Nam sẽ vì cái gì đây? Không thể vì công lý nữa mà chỉ còn là vì đồng tiền. Chỉ có người giàu mới đủ tiền để tưới vào cả ba cơ quan tố tụng, gồm tòa án, cơ quan điều tra và cơ quan công tố. Một khi những cơ quan này được nuôi sống bằng tiền bẩn thì nó ngày càng trở nên bất nhân và bẩn hơn. Việc một thanh niên bị kết án 7 năm tù vì ăn cắp một con vịt là có nguyên nhân của nó. Cơ quan tố tụng luôn muốn áp dụng mức hình phạt thật nặng để khiến đương sự phải bán nhà, bán đất mà chạy án. Tuy nhiên, vì người ta quá nghèo, không đào đâu ra tiền, nên tòa luôn giữ ở mức án nặng như trên, coi như là để làm gương cho những kẻ khác. Đấy không phải là tội ác, không phải là bất nhân, thì đấy là cái gì đây?
xã hội chủ nghĩa là cụm từ mang đến nỗi kinh hoàng cho người dân Việt Nam. Thể chế chính trị này là thể chế phản dân rất rõ ràng. Nền tư pháp được mọc ra từ thể chế này thì cũng là nền tư pháp phản dân mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tư pháp vì tiền là tư pháp phản dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.